Kính chào quý vị và các bạn đã đến với video tiếp theo của kênh Cuồng Bóng Đá Việt Nam. Sau đây là những thông tin cập nhật mới nhất về cầu thủ Quang Hải đang thi đấu tại Pau FC. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi và ủng hộ cho chúng tôi. Sau đây là những thông tin chi tiết có trong bản tin ngày hôm nay. Tiền vệ Quang Hải thiết lập kỷ lục chưa từng có trong lịch sử Pau FC. Dù thi đấu ít phút mỗi trận, nhưng sức hút của Quang Hải tại Pau FC luôn rất lớn khi áo đấu của tuyển thủ Việt Nam vẫn được rất nhiều cổ động viên yêu thích và Quang Hải đã giúp cho Pau FC lập nên kỷ lục chưa từng có. Mặc dù tiền vệ Quang Hải chưa thể hiện được rõ ràng về mặt chuyên môn tại Pau FC, nhưng đội bóng miền Nam nước Pháp vẫn nhận ra giá trị của cầu thủ người Việt Nam ở một khía cạnh khác. Điều này được thể hiện qua việc bán áo đấu của đội chủ sân Nuskam. Theo đó, 2 tháng trở lại đây, những chiếc áo đấu của Pau FC luôn trong tình trạng không còn áo. Kể từ khi có sự xuất hiện của Quang Hải, Pau FC thậm chí đã phải chủ động in áo số 19 của Quang Hải lên áo đấu. Đó là sự thật hiếm có trong lịch sử bóng đá Pháp. Anh Nguyễn Sĩ Tuần, người Việt Nam, đã sinh sống ở Bern 16 năm, là một trong số những người Việt tại Pháp luôn bám sát hành trình của Quang Hải trong màu áo của Pau FC. Anh cho biết, dựa trên những thống kê khổng lồ từ người hâm mộ nước Pháp và Việt Kiều đang sinh sống tại Pháp liên quan đến áo đấu của Quang Hải, Pau FC đã quyết định in tên và số 19 trước. Đó là điều hiếm có thực hiện được của đội bóng này, nhưng với riêng tuyển thủ Việt Nam thì lại khác. Chiếc áo của Quang Hải mang tên và số 19 được treo trong cửa hàng. Đây được coi là một trường hợp đặc biệt. Trang chủ của Pau FC vẫn sử dụng hình ảnh của tiền vệ sinh năm 1997 để làm hình ảnh đại diện cho áo đấu sân khách. Quang Hải đã tạo nên cơn sốt áo đấu cho Pau FC từ đầu tháng 8 năm 2022, ngay khi đội bóng này công bố mẫu áo đấu mùa giải 2022-2023. Đội chủ sân Nuskam đã nhận được sự ủng hộ chưa từng có trong lịch sử. Đơn đặt hàng chủ yếu đến từ Việt Nam và khắp nơi trên thế giới, nơi có cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Chúng tôi thậm chí nhận được yêu cầu từ Australia. Đội ngũ của Pau FC đã công bố ý định về áo đấu cho Việt Nam. Sau khi nhận ra sức hút của Quang Hải, do Pau FC chưa công bố mẫu áo đấu mùa giải mới, nên mạng xã hội đã có rất nhiều bài đăng trên mạng xã hội Việt Nam về chiếc áo đấu giả có số 19 và tên Quang Hải. Rõ ràng, dù không mang lại nhiều điều cho Pau FC về mặt chuyên môn, nhưng ngoài sân cỏ, tuyển thủ Việt Nam giúp cho Pau FC được nhiều người hâm mộ biết đến. Điều này có ý nghĩa rất lớn với Pau FC khi đội bóng này nằm trong nhóm những câu lạc bộ ít tên tuổi nhất tại Ligue 1. Bên cạnh đó, Quang Hải vẫn tạo ra được sức hút lớn tại Pau FC. Song, cầu thủ Việt Nam cần trau dồi chuyên môn, cải thiện phong độ và khả năng để có thêm nhiều cơ hội ra sân thi đấu. Tại trận đấu gặp Senegal thuộc khuôn khổ vòng 7 của Ligue 1, Quang Hải lần đầu tiên không được ra sân kể từ khi gia nhập Pau FC. Phải chăng cơ hội của tiền vệ tuyển Việt Nam ở trời Tây đã cạn? Ngôi sao của bóng đá Việt Nam đang trải qua quãng thời gian vô cùng gian nan tại Pau FC. Sau 7 vòng đấu tại giải hạng nhì của Pháp, Ligue 1, thời gian ra sân của Quang Hải ngày càng ít đi. Thậm chí, trong trận đấu gần nhất vào rạng sáng mùng 6 tháng 9 vừa qua, tiền vệ sinh năm 1997 là lần đầu tiên không được huấn luyện viên Didier Tholo tung vào sân. Pau FC đang ngụp lặn dưới đáy bảng xếp hạng và tương lai của Quang Hải ở Pháp cũng xám xịt như đội bóng mà anh đang khoác áo. Tính đến lúc này, cầu thủ người Việt Nam mới chỉ ra sân 210 phút, trung bình 36 phút mỗi trận tại Ligue 1 và gần như không để lại dấu ấn nào. Vậy, đâu là nguyên nhân khiến cựu sao của câu lạc bộ Hà Nội lại chật vật đến vậy? Tiền trách kỷ, hậu trách nhân, không thể phủ nhận rằng Quang Hải đang chưa thể hiện tốt tại đội bóng Pháp. Trong 6 trận đấu được góp mặt, màn trình diễn của tiền vệ người Hà Nội không mấy là thuyết phục. Hải chơi bóng thiếu cảm giác, không phát huy được nền tảng kỹ thuật vốn có và gần như lạc lõng giữa đội hình của Pau FC. Rào cản về ngôn ngữ và văn hóa khiến Quang Hải gặp khó trong quá trình hòa nhập ở môi trường mới. Tiền vệ sinh năm 1997 tỏ ra quá nhún nhường và lép vế trước các đồng đội. Điều đó đã khiến Quang Hải đánh mất sự tự tin và cá tính chơi bóng của bản thân, không phát huy được những sở trường ở phương diện tấn công. Cầu thủ người Việt còn bộc lộ hạn chế trong khâu hỗ trợ phòng ngự. Thể hình khiêm tốn của Quang Hải khó tranh chấp tay đôi song phẳng với các cầu thủ cao to ở môi trường bóng đá Pháp. Quang Hải cần thêm thời gian để thích ứng, để cải thiện những hạn chế của bản thân, nhưng phải nhìn nhận rằng tương lai của Hải tại Pau FC là không mấy sáng sủa. Quang Hải đang đứng trong tình thế khá khó khăn ở Pau FC, nhưng tiền vệ của tuyển Việt Nam không đáng trách khi đã nỗ lực hết sức kể từ khi xuất ngoại. Quang Hải không đáng trách dù không được sử dụng quá nhiều ở vòng đấu trước, nhưng người hâm mộ Việt Nam vẫn hy vọng rằng Quang Hải sẽ quay trở lại đội hình xuất phát trong lượt trận kế tiếp. Tuy nhiên, Quang Hải đã không được sử dụng trong trận hòa 2 đều của Pau FC trước Senegal nên những kỳ vọng biến thành thất vọng. Kéo theo là sự chỉ trích, lo âu nhắm vào tiền vệ tuyển Việt Nam. Lo âu là có thật vì thời gian ra sân của tiền vệ đến từ Việt Nam đã bắt đầu đi xuống, từ đá hơn một hiệp xuống còn vài phút và giờ thậm chí là không còn được ra sân. Nhưng rõ ràng, Quang Hải không đáng bị chỉ trích hay trách móc. Đặc biệt, trong trường hợp ở trận đấu đầu tiên, tiền vệ này vắng mặt trong kế hoạch sử dụng của Pau FC. Nên nhớ rằng, mùa giải còn khá dài và với một cầu thủ vắng mặt trong một hoặc nhiều trận đấu liên tiếp, thực tế cũng rất bình thường, chứ chưa nói đến việc Quang Hải trên thực tế cũng mới tới Pháp chơi bóng được ít tháng. Đành rằng, việc Quang Hải gia nhập một đội bóng quá đỗi thường về mặt chuyên môn nên khó khăn với mục tiêu nâng tầm là đáng trách.
Nhưng đây lại không phải là chuyện của tiền vệ tuyển Việt Nam, mà nằm ở sự lựa chọn của người đại diện. Nói thế để thấy rằng Quang Hải không có lỗi nếu thất bại ở chuyến xuất ngoại lần này. Nói nếu, bởi đơn giản phía trước vẫn còn rất nhiều cơ hội cho tiền vệ đến từ Việt Nam tỏa sáng hay thay đổi tình hình. Nhưng sẽ là đáng tiếc nếu như Quang Hải nản chí, buông xuôi và tự kéo mình đi xuống sau những chỉ trích hoặc sự thất vọng từ người hâm mộ quê nhà trên mạng xã hội, thậm chí là cả từ truyền thông. Quang Hải không được phép nản lòng, kể cả có mất đi chỗ cho đội hình chính thức hoặc ít có cơ hội ra sân thể hiện. Bởi nói gì thì nói, tương lai vẫn nằm ở phía trước và tiền vệ của tuyển Việt Nam cũng mới chỉ có 25 tuổi. Nói đơn giản lại, nếu thất bại ở chuyến đi lần này thì cơ hội vẫn còn dành cho Quang Hải, trừ khi tiền vệ của tuyển Việt Nam buông xuôi để không thể duy trì được năng lực như trước. Vậy nên, nhiệm vụ của Quang Hải lúc này là vẫn cố gắng để giữ cho mình một đường lùi cho tương lai thay vì bận tâm quá nhiều trước những khúc mắc, khó khăn đang xảy đến. Còn với người hâm mộ, giờ là lúc cần cổ vũ cho Quang Hải thay vì chỉ trích hay quá thất vọng. Bởi như đã nói, tất cả những gì đang xảy ra của tiền vệ tuyển Việt Nam làm gì có lỗi khi đã và đang nỗ lực hết sức. Tiền vệ Quang Hải đã lần đầu tiên không được ra sân thi đấu tại Ligue 2 trong mùa giải năm nay. PFC đã đánh mất chiến thắng đáng tiếc dù chơi hơn người và trải qua 7 trận liên tiếp không thắng. Chia sẻ sau trận hòa với Senichien, nhà cầm quân của PFC hết lời ca ngợi tiền vệ Henry Saivet, ẩn ý khả năng đẩy tân binh người Việt Nam lên ghế dự bị thời gian dài. Huấn luyện viên Tolo cho biết, trong bóng đá, điều khó khăn nhất chính là ghi bàn. Hôm nay, chúng tôi ghi bàn một lần nữa từ hai tình huống cố định của Henry Saivet. Chúng tôi biết chất lượng của cậu ấy và luôn tin tưởng cậu ấy dù một năm rưỡi chấn thương. Henry đã trả lại bằng màn trình diễn trên sân cỏ. Tôi hạnh phúc vì sự trở lại của Henry. Thậm chí, Henry Saivet còn ghi bàn hiệu quả từ những pha đá phạt cố định. Huấn luyện viên Didier Tholo có lý do để đặt niềm tin vào Saivet thay vì Quang Hải như ở những trận đấu đầu tiên. Phải tới tận cuối trận, đội bóng miền Nam nước Pháp mới có sự thay đổi nhân sự ở hàng tiền vệ. Nhưng người được tung vào sân lại là Charlie Boly chứ không phải là Quang Hải. Có thể khẳng định rằng bộ khung tiền vệ của PFC đang chơi vô cùng ổn định và vai trò của tuyển thủ người Việt Nam ngày càng trở nên mờ nhạt. Việc không được vào sân thi đấu ở trận tiếp đón Senegal khiến người hâm mộ Việt Nam lo lắng cho tương lai của Quang Hải tại PFC. Nếu không thích nghi nhanh chóng và tạo ra những giá trị cho đội bóng mới, cựu tiền vệ của Hà Nội FC khó có thể thành công trong chuyến xuất ngoại như nhiều người mong đợi. PFC đã có quá nhiều lợi thế để có thể giành chiến thắng đầu tiên. Thế nhưng khi đang tạo được thế trận tốt, sai lầm của hàng thủ đã khiến họ phải trả giá. Phút thứ 85, lại là đội trưởng Kouassi mắc sai lầm dẫn đến quả penalty cho đối phương. Lenny Pinto không bỏ lỡ cơ hội để ấn định tỷ số 2 đều, chỉ giành được 1 điểm. PFC có được 4 điểm, xếp cuối bảng. Họ trải qua trận thứ 7 liên tiếp không thắng, còn Quang Hải có trận đấu đầu tiên không được ra sân ở Ligue 2 mùa này. Đánh rơi chiến thắng trước Senegal, huấn luyện viên PFC bày tỏ sự không hài lòng. Tôi không hoàn toàn hạnh phúc khi chúng tôi được chơi hơn người và tỷ số đã là 2-1. Chúng tôi không được phép để thua bàn thứ hai. Các cầu thủ đã sai lầm khi không gây áp lực ở 1/3 sân đối phương bởi vì chúng tôi đã có rất nhiều tình huống để giải quyết trận đấu. Thành thật mà nói, PFC còn rất nhiều công việc phải làm để cải thiện được thành tích nghèo nàn này.